giờ nhân viên là biến tích một, số giờ máy tính là biến tích hai. Yeah. Thế thì cái estimate này nhé, thì mình tìm được tức là B0 này bằng trừ 13 phẩy này, B1 bằng như này, B2 bằng như này. Tức là tôi được cái phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu là như này. Được chưa? Dựa vào đây thì tôi thấy ngay là đường hồi quy tuyến tính mẫu này nó phụ thuộc vào gì? Vào x1 và x2. Phụ thuộc vào x1 và x2. Được chưa? Và đồng thời nó lại cũng đồng biến theo x1 và x2. Đồng biến tức là gì? Đồng biến tức là gì? Tức là trong trường hợp này nếu mà x mà tăng ấy, thì y cũng tăng theo. X1 tăng, x2 tăng thì y cũng tăng theo. Được chưa? Đấy. Tôi cho một cái bài tập về lý thuyết, mọi người về nhà đọc nốt cái bài giảng này. Đấy. Ở đây tôi còn có cái bài toán là cả lớp nhớ nhắc thầy Vi dạy kỹ này. Tìm khoảng tin cậy cho cái thằng cho các hệ số beta y. Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số beta y thì các bạn phải sử dụng cái phương cái hàm là hàm confirm. Hàm confirm như trên thì mọi người sẽ được là cái kết quả như này. Đây mọi người xem. Hãy